Còn cái duyên ngọc quý thứ ba là tăng. Tăng tánh. Tăng tánh là gì? Là cái tánh thanh tịnh. Tăng tánh là cái người mà tu cái pháp thanh tịnh, gọi là tăng thân. Tăng thân là cái người tu cái pháp thanh tịnh, học được, hiểu được, nhận thức được cái tánh thanh tịnh của Phật Bảo. Học được, hiểu được, nhận thức được cái tánh thanh tịnh của Pháp Bảo. Tánh thanh tịnh của Phật Bảo và tánh thanh tịnh của Pháp Bảo đó, hai tánh thanh tịnh đó gọi là Phật tánh và Pháp tánh. Cái danh từ thì có danh từ Phật tánh, Pháp tánh, nhưng mà kỳ thật hai cái tánh đó chỉ là một, chỉ là một tánh thanh tịnh mà thôi. Và tăng tánh là cái tánh thanh tịnh thứ ba, mà kỳ thật cũng là một tánh mà thôi. Cho nên theo lục tổ Huệ Năng thì là Phật gọi là giác, mà Pháp gọi là chánh, mà tăng gọi là tịnh. Mà Phật cũng là Phật tánh, tức là tánh thanh tịnh bản nhiên. Mà Pháp là chánh cũng tức là chánh đây, tức là chân chánh, tức là chân lý, tùy thuận chân lý. Cái tánh thanh tịnh của giảng Pháp cũng là tánh thanh tịnh bản nhiên. Còn tăng thân là cái người mà thọ dụng, là cái người thực hành cái Phật tánh, cái Pháp tánh thanh tịnh bản nhiên kia. Do vậy cho nên là tăng tánh cũng là tánh thanh tịnh. Thành ra ba tánh có ba cái tên: Phật tánh, Pháp tánh và tăng tánh. Phật Bảo, Pháp Bảo và tăng bảo kỳ thật là một thứ tánh. Đó là tánh thanh tịnh bản nhiên. Cho nên cái người mà học về tăng thân, học về tăng bảo mà, là chính là cái người đó nhận thức được cái tánh thanh tịnh của duyên ngọc quý thứ nhất là Phật tánh, và nhận thức được cái tánh thanh tịnh của duyên ngọc quý thứ hai là Pháp tánh. Phật tánh, Pháp tánh không hai. Đó là cái tánh thanh tịnh của một tăng thân, gọi đó là tăng tịnh. Đó là tam bảo học. Thì tam bảo thì danh từ là ba, mà thực nghĩa là một. Do vậy cho nên cái người ta học mà quy y, người ta biết quy y, người ta học sâu vào chánh pháp, người ta quy y một ngôi là có đủ ba ngôi. Ta quy y một viên ngọc quý trong ba viên ngọc quý thì là nó có ba đủ, nó đủ ba cái địa vị quý báu đó. Ta gọi đó là nhất thể tam bảo, quy Phật thôi. Cho nên có người nói giờ tôi không quy pháp, tôi không quy tăng. Có người nói tôi quy Phật, tôi quy pháp mà tôi không quy tăng. Kỳ thật ra hễ quy Phật là đã có quy pháp quy tăng rồi. Hoặc là có người nói Phật ở đâu giờ tôi không biết, tăng thì tôi thấy cho tôi người này tu hành như thế này, người kia như thế kia, tôi không được tin tưởng lắm, tôi không thích quy ra, mà tôi chỉ quy pháp thôi, nghĩa là tôi nghe học chánh pháp rồi tôi tu thôi. Thật sự ra nếu người đó mà nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp mà sống đúng như chánh pháp á, thì người đó đã đủ quy ba ngôi, ba viên ngọc quý rồi, là quy tam bảo rồi đó, ta gọi là quy nhất thể tam bảo. Trong một bảo có đủ ba bảo. Nhưng mà nói như vậy là phải cái người đó phải là cái người có chủng tánh đại thừa thật sự cơ. Chứ nếu mà mình nói với một cái tánh tình nghĩa là kêu bằng kỳ khôi và ngạo mạn á, thì mình lỗi lã thiệt thòi. Lỗi lã thiệt thòi, tại vì mình khinh mạng người khác. Chẳng hạn như mình khinh mạng về tăng ni ha, mình có ý khinh mạng thì cái đó không tốt. Hoặc là mình nói một cách là nó thực tiễn, mà thực tiễn không có đúng chánh pháp. Mình nói rằng Phật bây giờ tôi không thấy đâu hết, Phật không còn, Phật đã nhập niết bàn mấy ngàn năm rồi, cho nên tôi cũng chẳng cần để ý vấn đề quy Phật, mà tôi chỉ quy pháp thôi. Nói như vậy có nghĩa là mình nói nghe như đúng vậy, mà kỳ thật là tại mình học quá cạn cợt. Do vậy mà nó thành ra cái mà mình tránh hai cái Phật, Phật Bảo và Tăng Bảo mà mình không quy đó, là nó phát xuất từ cái ý niệm, nghĩa là một là không sáng suốt đối với Phật Bảo,
hai là có cái tính ngạo mạn đối với tăng bảo thì không không tốt đâu. Còn như cái người mà thật sự người ta hiểu biết rằng Phật là thường trụ, pháp là thường trụ, tăng là thường trụ, thì người ta quy trong một bảo là có đủ ba bảo. Chỗ đó là cái chỗ khó đó nha. Cũng đồng thời nói giống nhau, mà trong đó nó lật đi một tí xíu thôi, nó thành ra phát xuất từ cái ý niệm ngạo mạn là không tốt. Còn cái ý niệm mà chân chính phát xuất từ cái hiểu biết chân thật về chánh pháp thì người ta có thể, người ta chỉ cần nói quy một bảo là có đủ ba bảo. Tôi nói ví dụ giờ có một người mà ta tâm đắc với một vị sư, ta nói là bây giờ thầy giảng giờ tôi nghe như vậy là tôi chịu đó, vậy là tôi bắt đầu từ đây tôi xin quy Phật, quy pháp, quy tăng, mà hiện giờ là chỉ có một ông thầy thôi cùng với một cái người Phật tử đó, nhưng tôi vào lời của thầy dạy mà tôi xin quy, thì ngay bây giờ là có một ông tăng mà thôi. Mà vì nhận thức được chân lý Phật là thường trụ, nhận thức cái chân lý là pháp là thường trụ, tăng là thường trụ, thế thì bây giờ quy y với một thầy một trò, mà coi như có quy y đủ mười phương tam bảo. Đó là cái chỗ của đại thừa khó hiểu là cái chỗ đó. Thế thì là bữa tới đây đó ha, là coi như là tóm tắt về tam bảo học: Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo. Viên ngọc quý thứ nhất, viên ngọc quý thứ hai, viên ngọc quý thứ ba. Thì tóm tắt lại là tam bảo mà gọi là ba viên ngọc quý là giống như là ai có hồng ngọc, có kim cương, có gì nữa à, sapphire, ba thứ ha, là cái người đó không có nghèo, không có đói được. Hồng ngọc, kim cương, sapphire là ba cái thứ mà người ta trang sức, mà đồ trang sức mà quý báu ngày nay đó, ba cái loại ngọc ha. Thì người nào mà có ba thứ ngọc đó trong nhà thì người đó không có nghèo, không khổ, không đói, không lạnh, vì có ngọc quý. Ngọc quý là cái vốn liếng mà nó làm cho mình có thể hết nghèo, hết đói, hết lạnh. Ba cái bậc quý báu là Phật, pháp và tăng. Ba cái bậc quý báu này mà cái người nào mà nương về, quay về nương tựa với ba cái bậc quý báu này là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo đó, thì y như mình có ba cái loại ngọc quý vậy. Đối với địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, những cái khổ của tam đồ, mình sẽ không bị khổ đâu. Đối với cái khổ của người, của A-tu-la, của trời, trong vòng lục đạo luân hồi, mình sẽ không bị khổ, vì mình có học chánh pháp, mình hành chánh pháp, mình sống theo chánh pháp, thì mình đã vượt, có thể mình vượt ra được tam giới đó. Do vậy cho nên cái người mà học tam bảo học, nương tựa với ba cái địa vị quý báu là Phật, pháp, tăng, ba viên ngọc quý đó, tức là mình không nghèo khổ, mình không chịu cái sự cực khổ đói lạnh của trời, người, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, mình có thể vượt ra ba cõi. Do vậy cho nên là tam bảo mình gọi là ba viên ngọc quý, là ba cái địa vị quý báu là Phật, pháp, tăng. Nhưng mà tôi không nói ba ngôi, là tại vì cái từ ngôi đó là nó trùng lập với đạo Chúa. Đạo Chúa mà ba ngôi của người ta là nó có nhân vật đàng hoàng: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Cho nên ta có ba nhân vật, mà mỗi nhân vật là một ngôi, giống như là ngôi vua vậy. Ngôi vua là phải có một con người là ông vua, là phải có cái ngôi vua, cái ngôi của hoàng tử, cái ngôi của hoàng hậu. Còn ở đây đó, Phật là một con người, là đấng giác ngộ. Còn pháp là nó không phải là cái ngôi nào hết. Pháp này tức là chỉ cho tất cả siêu vật hiện tượng trên cõi đời. Còn tăng á thì cũng có thể là một con người, mà chữ tăng của đạo Phật này không nhất thiết là phải một con người mà tăng tánh,
Phật, Phật là Phật tánh, Pháp là Pháp tánh, Tăng là Tăng tánh. Vì vậy mà mình không thể dùng cái chữ ngôi nó giống như là ngôi ngôi vua, ngôi hoàng hậu, ngôi thái tử được. Mà nên nói Tam Bảo là ba viên ngọc quý. Tôi thấy rằng là cái lối diễn đạt đó nó chính xác và nó hay ho. Nó không bị cái khuyết là cái chỗ là cái pháp tánh của mình nó không thể gọi là ngôi. Thậm chí như cái Phật và Phật tánh của mình nó cũng không thể gọi là một địa vị, một là ngôi. Do vậy cho nên là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo là viên ngọc quý thứ nhất là Phật, viên ngọc quý thứ hai là Pháp, viên ngọc quý thứ ba là Tăng. Thế thì là có thể là kết thúc Tam Bảo học đại để là như thế.